Đây là một trong những dòng loa năm tức siêu hot trong năm 2023. Mẫu loa này mang model là SK1801 của hãng Nanomax, đi kèm với sản phẩm là hai micro không dây cao cấp chống hú, đảm bảo khi phát ra âm thanh thì vô cùng mượt mà và rất hay. Với thiết kế vô cùng sang trọng, thùng loa được làm bằng gỗ Epson gai màu đen, vô cùng cứng cáp và chắc chắn, chống thấm nước và chống chảy, kết hợp với tấm lưới được làm bằng thép sơn tĩnh điện màu vàng vô cùng bắt mắt và sang trọng, phù hợp với các buổi tiệc tùng hát karaoke, tại những sự kiện âm nhạc và các chuyến đi chơi đi du lịch picnic. Vì sản phẩm có một loa chép, một loa chung và một loa bass 50 cm, vì vậy công suất lên đến tối đa tận 950W. Đây là công suất rất khủng, một trong những yếu tố giúp âm thanh trở nên trung thực và hay hơn đó là nhờ vào bản điều chỉnh âm thanh. Trong đây có đầy đủ các chức năng vô cùng quen thuộc như các nút tạm dừng bài hát, chuyển tiếp một bài hát mới, chuyển đổi chế độ hoạt động cho loa từ iOS sang Bluetooth 5.0 và các chức năng khác như điều chỉnh âm lượng của nhạc, có chép bass echo và micro bao gồm reverb, echo, delay, mid bass và mid chép. Bên cạnh đó có đầy đủ các cổng kết nối USB, thẻ nhớ, micro có dây, các nhạc cụ âm nhạc khác. Lưu ý đây là mẫu loa có công tắc hai chiều, DC là sử dụng bình ắc quy có sẵn trong loa và chế độ AC là chế độ xoay chiều. Vì vậy chúng ta có thể vừa sạc và vừa sử dụng, tuyệt đối không nên cắm sạc khi đang ở chế độ DC vì điều này làm giảm tuổi thọ cho bình ắc quy. Và một số lưu ý khác để tránh gây hư hại cho sản phẩm, loa được trang bị một tay kéo và bốn bánh xe vô cùng cao cấp giúp chúng ta dễ dàng di chuyển loa hơn. Sản phẩm chỉ sạc từ 3 đến 4 tiếng nhưng sử dụng từ 6 đến 7 tiếng, bảo hành chính hãng trong 12 tháng. Nếu mọi người đang có nhu cầu tham khảo và tìm hiểu về các mẫu loa năm tức thì đây chính là một trong sự lựa chọn thích hợp, và hẹn mọi người ở video sau.